Rồi, tới nói gì nữa, hôm nay là chúng ta sẽ làm tiếp full team hệ rồng. Và tôi sẽ cố gắng sử dụng Kingdra bởi vì đây là Pokemon cực kỳ yêu thích của tôi. Nói chung là tôi cũng đã thay đổi một chút về các chiêu thức của Kingdra cùng với lại Dragapult. Thì tôi đã quyết định cho Dragapult theo hướng hỗ trợ, sẽ hỗ trợ Kingdra hết mình trong cái công cuộc đồ sát team đối thủ. Nói mạnh miệng vậy thôi chứ hy vọng là Kingdra có thể làm nở mặt nở mày coi. Và nói chung bên kia đang có cái gì vậy? Bên kia có Sneasler. Tôi không biết là tôi có nên mang theo Acherodon đi chung với lại Dragonite không ta? Nên chứ, sợ gì mà cứ. Bây giờ không thể nào mang Hydreigon là không được rồi đó. Garchomp thì không phối hợp tốt với hai con kia. Thôi thì cho Dragonite đi vậy. Tôi hy vọng Dragonite ra thì ít ra nó sẽ gọi Tailwind và gọi mưa giúp Acheludon được. Nói chung tôi có hai con hỗ trợ. Vô nè. À, bạn nào còn thắc mắc tôi đang chơi game gì và mấy game gì á thì tôi có thể gắn link được sản phẩm trên YouTube rồi. Giờ tôi đã có thể làm điều đó. Có gì bấm vô ra coi ha. Rồi ok, vô trận đi. Nói hồi không biết đánh thế nào đây. Tôi sẽ Dragon Shield vô Kingdra và tôi bảo vệ. Tôi đã test thử rồi, chiêu Dragon Shield này nó sẽ hoạt động, vẫn hoạt động khi mà đồng minh đang sử dụng chiêu bảo vệ. Tuyệt vời. Trong lúc chúng ta bảo vệ Kingdra thì chúng ta sẽ nhờ Dragapult tăng sức, tăng khả năng tỷ lệ đánh chí mạng cho nó. Đó, Kingdra thì có đặc tính là Sniper, giúp tăng thêm 50% sát thương nếu mà Pokemon ra đòn chí mạng. Đấy, giờ đây là chiêu Dragon Shield này tăng 2 bậc tỷ lệ đánh chí mạng cho Pokemon hệ rồng. Ông nội ơi, cũng đau ấy mày. Thêm lần nữa. Xong luôn. Ok, không sao. ít ra thì sao? Ít ra là mình tăng được 2 bậc tỷ lệ chí mạng cho Kingdra cộng với lại vật phẩm là Scope Lens nữa, thì hiện tại mình đang có 3 bậc chí mạng. Thì theo lý thuyết là tôi đánh là tôi thấy là luôn luôn chí mạng rồi đó. Giờ Kingdra đánh chiêu gì là chí mạng chiêu đó đó. Tôi chỉ cần tăng tốc độ cho Kingdra thôi. Cho nên nó hạ con Dragapult cũng được. Mặc dù hạ con Dragapult thì mình cũng mất đi một hỗ trợ hơi lớn á. Tôi nghĩ tôi sẽ Terra cho Kingdra và Terra hệ thép và sử dụng chiêu Skull. Hy vọng là con Dragapult bên kia không mang theo Focus Sash. Tao biết tổng mày lắm mà. Yeah, tăng thêm kích hoạt được vật phẩm Weakness Policy. Xuất sắc. Được, đủ, wow. Một phát chết luôn hả, ghê hả? Tuyệt, trời ơi, Kingdra đỉnh nha. Ê, được nha. Cái chiêu Skull này có sức mạnh chỉ có 80 thôi mà có thể One Hit KO được Dragapult thì... Uya bị giảm một vật tấn công đặc biệt. Ủa mà như nếu mà mình luôn đánh đòn chí mạng thì bị giảm một vật tấn công đặc biệt đâu sao đâu đúng không ta? Hình như không sao. Không sao thiệt. Nếu mà đã luôn đánh được đòn chí mạng thì bị giảm bao nhiêu chỉ số cũng không sợ. Chính xác là vậy. Tôi nghĩ là tôi không biết tôi có nên xử lý con Amungus hay không. Tôi nên cấu máu từ từ con Crimsnow nhỉ. Xong rồi mình Draco Meteor vô con Amungus. Tôi không biết là có xử được một phát chết luôn con Amungus không ta. Mình cứ thử đi. Protect á. Amungus mà mang Protect nữa. Bên kia không có chiêu live screen hả?
Sao bên kia không có dựng tường live screen ta? Nó có chiêu gì mà sao nó không dựng live screen? Nó có Thunder Wave không? Cái Extreme Speed nữa. Hay là... không, mình dồn hết vô con Among Us đi. Xong rồi Dragon Media nè. Oh, ghê hả? Tuyệt. Trời đất ơi. Giờ bị giảm bao nhiêu chỉ số nữa, chị cũng không sợ. Ủa quên, Kingdra đang là con đực mà quên. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Hên quá còn sống, hình như là được Reflect cứu. Ủa, Dragapult của tôi có kịp dựng Reflect không ta? Ừ, đâu kịp dựng gì đâu. Tôi sẽ gọi mưa để mở đường cho con Enceladon phía sau. Xong rồi tôi dùng Skull xử con Crimsnow mới được. Tuyệt. Trời ơi, Kingdra MVP trận này. Đúng ý đồ của tôi quá. Phải highlight Kingdra lên mới được chứ. Không sao, không sao, chết đợt này cũng không sao, không sao. Kingdra một mình, Kingdra xử được ba đứa luôn. Tuyệt vời. Ờ nhưng mà nỗi sợ của tôi không có theo ha, không có mang theo ha. Con Sneasler trận này không có. Nếu mà có con Sneasler thì... Rồi, Shadowdon ra sân rồi. Giờ chúng ta cứ... xử con... con gì quên tên rồi. Earth of Warm... Sorry, tên nó là gì? Earth Warm... Right? Kệ đi. Let's go shot nè. Vô nè. Chắc cũng xử được nhiều nhiều xíu nhờ. Ui, còn một miếng máu. Nhưng mà không sao, xấu không nổi đâu. Một mình nó không thể nào xử được hai con này hết. Cho nên là chắc chúng ta thành công rồi đấy. Rồi, ok. Qua trận tiếp theo mấy ní ơi. Một lần nữa thì bạn nào còn thắc mắc tôi đang chơi game gì thì tôi có để link sản phẩm ở dưới rồi. Kênh tôi đã có thể gắn link sản phẩm rồi mọi người. Đã có thể gắn rồi. Đó, nay khỏi phải comment gọi là nói tên game nữa. Tôi khoan, giờ đánh con gì đây? Bên kia đang có mất grow hả? Con chuột mouse hole cũng theo đó mà đi. Tôi cũng không biết là tôi có nên mang theo con High Dragon không ta. Nếu mà con High Dragon thì mình xử được con này trong đây không? Nếu mà con High mang theo con High Dragon thì mình sẽ có thể xử được con King Gambit. Nhưng mà thôi, cảm ơn. Vô đi. Mang theo Gachom thử. Tuyệt vời. Sao hai con mất grow đi chung với lại con mau sau, hai con này không phải là hỗ trợ hả? Hay nó có ý đồ gì khác ta? Tôi cứ Dragon Shield vô con Kingdra và... tôi có nên bảo vệ Kingdra lực này hay là tôi xử luôn con Mousehole ta? Thực ra con Muckrow nó còn sống, Muckrow hơi phiền. Muckrow rất phiền nhé. Hay là rất có thể con Mousehole sẽ dùng Population Bomb. Mà rất có thể con Muckrow nó làm tê liệt con Dragapult của mình. Thôi bảo vệ đi, bảo vệ. Ôi, hên quá bên kia bảo vệ. Con Muckrow bên kia làm gì đây? Nó sẽ làm mình tê liệt. Hay là
Ồ đúng. Trời ơi, quá tuyệt. Dragon Cheer. À, dòng nộp này thì chỉ có nước đi của ta là có lợi nhất thôi. Ok, giờ bây giờ chúng ta, tôi nghĩ là tôi sẽ tăng Reflect hay ta, hay là tôi giảm tốc độ của con mouse hô lại. Tôi chắc chắn là tôi phải Terra cho con Kingdra thành hệ thép rồi đó. Rất có thể con mouse hô nó sẽ sử dụng chiêu Population Bomb. Nếu mà đã cho Mouse Hole đi chung với Muckrow thì chỉ có hai con, một con tấn công thôi, chứ không thể nào cả hai con lại hỗ trợ được. Ừ, hy vọng. Terra rồi, Terra hệ thường hả? Ồ, Terra hệ tiên, nó tưởng mình sử dụng Dragon Media. Làm gì có cưng ơi. Tailwind ok, hợp lý. Nó không đánh được, thấy chưa, trời ơi, nó không đánh được Population Bomb vô con Dragapult thì đương nhiên nó phải nhắm vô con Kingdra rồi. Ui da, Critical Hit. Ê, đừng chết nha, sao tôi có thấy cái mùi nó giống như là nó sắp ngã vậy. Đừng, đủ rồi, 10 lần ngồi hình quá, mền hơn là Terra rồi đó. Chứ nó không Terra là mình chết rồi. Rồi, hãy xem đây. Dám chọc giận ông nội mày hả? Tuyệt. Không còn gì để nói nữa. Sức 10 cái sắt. À, nhưng mà có điều là bên kia Tailwind rồi. Nó nhanh hơn mấy con của mình rồi. Hình như trừ khi bên kia là con nào chậm. Ờ không, Annihilate thì thôi thua. Không thể nào nhanh hơn được con Annihilate rồi. Bây giờ không biết là con Annihilate nó sẽ đánh vô con nào. Tôi nghĩ là tôi phải tăng dựng tường, tăng khả năng chống chịu mảng vật lý, xong rồi tôi bảo vệ cho Kingdra. Chắc mình đó nhắm vào Kingdra quá. Chính xác. Chính xác. Dựng tường cái đi rồi tính. Yeah. Ôi trời, trời 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 trời, đau vậy. Mới dựng tường mà ra đánh đau dữ vậy con quỷ mất grow. Thôi tôi nghĩ là tôi reflect. Ờ bên kia Tailwind còn mấy lượt? Má ơi nó còn 2 lượt nội ơi. Tôi nghĩ tôi phải rút. Tôi nghĩ tôi phải rút con Dragapult về cho con nào ra được ta. Nói chung là con nào nó cũng thua tốc độ hết. Nhưng con nào hợp lý, tôi nghĩ là con Gastrum. Nếu mà cho con Acheloron ra thì rất có thể là con Acheloron nó sẽ ngủm với chiêu Grand Punch. Ừ, tự nhiên vẽ đường cho hưu chạy, vẽ đường cho con Annihilate nó hút máu mịn. Làm gì có chuyện đó được. Nói chung là tôi cũng hy sinh coi như là cho Kingdra sử dụng chiêu Skull thử coi. Bên kia có nhắm vào, tôi nghĩ là bên kia sẽ nhắm vào Dragapult. Ồ không, nó nhắm vào Kingdra ơi, sống giùm, sống giùm. Ồ, Kingdra đỉnh. À đúng rồi, được hỗ trợ bởi Reflect nữa mà. Quá đỉnh, quá đỉnh. Trời ơi, lúc nãy tôi bấm nhầm thành Ice Beam chứ không bấm Skull thì chắc con này nó cũng ngủm theo rồi. Tức gì đâu, khó nghĩ ghê. Con Muckrow phiền nhá, con phước Muckrow phiền nhất á, nhưng mà giờ tôi không thể nào xử con Muckrow được. Xử con Muckrow là bên kia xử mình luôn, cho nên tôi nghĩ tôi sẽ bảo vệ cho Kingdra. Đấy, bên kia chắc chắn sẽ nhắm vào Kingdra để xử Kingdra cho bằng được. Còn tôi, ủa không á, ông nội ơi, trời đất ơi, tôi lầm à. À bên kia dùng foul play vô con Kingdra. Ok, được, xử con Annihilate tuyệt, xuất sắc, tuyệt. Hai đứa tấn công của mày ngủm rồi nha con.
Rồi cái gì nữa? Cái bao nhiêu chơi vô hết đó đi. Cleaver, ok. Chắc cũng không có đáng sợ lắm nhỉ? Phải không? Phải không? Nhưng mà con Macro bên kia nó cũng sẽ có thể xử được mình. Tôi chỉ hy vọng là con Cleaver bên kia nó không nhắm vào con Tailwind thêm một lần nữa bà nội mày. Phát vô. Ồ, nó nhắm vô con Kingdra rồi. Ôi, không sao, không sao, không sao. Không có sao, Kingdra đã làm quá tốt rồi. Ui da, bị set up 7 gai rồi, ủa 7 đá rồi. Trời ơi, con đó nó cũng cứng dữ ta. Cứng vậy ta. Con Macro cứng quá. Bây giờ tôi cho Dragapult ra thì coi như là ngẫm luôn. Đúng không ta? Ừ, nó còn có một miếng máu là nó ngẫm với 7 đá luôn. Đúng không? Chứ gì nữa. Không sống nổi lần lượt nữa. Ôi giời ơi. Rồi, Acheloron ra đi. Giờ tụi bay đều theo hướng tấn công vật lý hết. Tụi bay không thể nào xử được Acheloron đâu. Hey. Xử được là một kỳ tích luôn. Sẽ dùng... sẽ nhắm vô con Macro, xong rồi con Cleaver tôi sẽ dùng Flash Cannon. Hình như con Cleaver nó cũng mỏng rồi luôn. Bây giờ không mỏng mỏng gì, tao cũng xử tụi mày hết. Tao đang trên thân, đang gọi là trên cơ. Đúng không? Đúng không? Không đúng nữa thôi. Oh, nó short dance. My god. Chắc con Macro nó sẽ nhắm vô con... Rồi xong. Gachom nín địch. Nhưng không sao, chúng ta đã có thể cấu được miếng máu của con Macro. Vậy đi. Ui, cái gì vậy? Nó focus shot hả? Chứ gì nữa. Oh my god. Oh, mình hết reflect luôn rồi. Nó mới muốn kiếm nữa, ok. No. Sống giùm. Billy, sống giùm. Ui cha. Rồi sao? Macro. Ui da, được tăng thêm một bậc nữa. Đợt này là xử được con Cleaver nè. Chứ còn gì nữa. Tuyệt, con Macro này chắc chỉ có chiêu foul play thôi. Nó có chiêu nào khác chứ tôi xỉu tại chỗ. Coi. Ok, chỉ có phòng lại. Yeah. Ê, Macro cũng mạnh dữ ha, thiệt. Macro tự nhiên thấy nó mạnh dữ ta. Rồi, qua trận thứ 3 nè. Bên kia vẫn là Macro đi chung với lại Mousehole hả? Hay tôi vẫn xài Kingdra nhỉ? Đúng không? Không có lý do gì mà mình không mang Kingdra theo cả. Hợp lý không? Hay là... bên bển có Acheloron. Tôi không biết là bên bển sẽ làm gì đây. Có thể bên đó có Sylveon cho nên là tôi sẽ không mang hai Dragon đâu. Hai Dragon đi gặp Sylveon là hai Dragon làm chim chim ủ lộn làm con tép liền á. Còn một con nữa chắc là con Dragonite nhỉ? Đúng không? Một đội hình gọi là cũng cơ bản đi. Dragonite nhỉ? Hay là tôi nên mang Gachom ta? Nếu mang Gachom thì có thể hạ được con Saludon bên bển nếu nó có mang theo. Hoặc là Gachom cũng có thể chơi ra hệ độc để xử con Sylveon. Thôi cứ thử đi, không biết được.
Ôi bạn sẽ làm gì đây? Làm gì đây? Mahou Lucario á? Cái gì ta? Không biết mình vẫn sẽ làm gì. Thôi thì kệ thì mình cứ Dragon Cheer đi. Rồi mình cứ bảo vệ cho Kingdra đợt này đi. Maybe là... mình không biết bên kia sẽ làm gì hết. Lucario thì cũng... có đặc tính gì ta? Tôi không nhớ đặc tính của Lucario cho lắm. Ok. Beat up, oh my god, not justify hả? Huh? Oh yeah. Ok. Not justify. Một combo Terrakion thứ hai hả mày? Mà Mausou này chắc cũng có đặc tính Frangor quá. Video Mask. Ok, nó nhắm vô con Dragapult. Ha, nó nhắm vô Dragapult, biết vậy lúc nãy mình xử con Kingdra rồi. Ủa lộn, lúc nãy mình lấy Kingdra mình xử nó rồi. Tôi nghĩ là tôi có nên làm giảm tốc độ nó lại hay là tôi tăng khả năng phòng thủ vật lý của đội hình mình lên đi nhỉ? Rồi sau đó tôi sẽ dùng Score. Đáng ra tôi nên cho Kingdra mang chiêu Flash Cannon thay vì chiêu Ice Beam. Kể nó Terra. Ê đừng nói Terra hệ thường sao dùng Extreme Speed nha. Chứ cái gì nữa. Ê cái... nó chắc nhắm vô Kingdra. Đừng nhắm vô Kingdra. Đừng có nhắm vô Kingdra. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Ôi giời ơi. Khoan nữa mà sao nó nhanh hơn con Dragapult ta? Nó cho Scarf hả? Nó cầm cho Scarf theo hả? Hay sao nó nhanh hơn con Dragapult ta? Tôi bắt đầu sợ con người mấy em rồi đó. Chết rồi. Giờ sao đây? Giờ Dragonite ra thì làm được gì tụi nó hay không? Tôi nghĩ tôi phải dứt điểm con Lucario này. Hay tôi Tailwind ta? Chết rồi, khó rồi. Holy Tech á. Beat up, ok. Nó beat up vô con... chắc là nó muốn cấu máu của con Dragonite. Vì biết là con Dragonite có đặc tính multi-scale. Ok, bạn này cũng đỉnh á. Bạn này đỉnh á. Ê, nhưng mà giờ tôi mới để ý trong nguyên cái team này tôi chỉ xài có mỗi con Kingdra là có chiêu bảo vệ thôi. Đánh đôi mà tôi chỉ có mang có một con có chiêu bảo vệ thôi. Tôi cũng hơi gọi là... tôi gọi là tôi liều đó. Cái đội hình này con nào cũng không có chiêu bảo vệ, chỉ có mỗi mình con Kingdra là có bảo vệ thôi và nó đã follow me rồi. Tuyệt vời. Xuất sắc. You so good. Ôi trời ơi, không có reflect là chắc con Dragonite nó cũng đi luôn quá. Ok mọi người. Mọi người biết cái tương lai của mình là sẽ như thế nào, nó như chị dậu luôn. Tối đen. Chắc bên kia nó sẽ tôi nghĩ tôi sẽ Extreme Speed đúng không? Hình như Extreme Speed có nhanh tốc độ hơn con Mausou không ta? Nhanh chứ. Như Extreme Speed như cũng cộng 2. Yeah. Cái gì? Trời đất ơi. Còn có một miếng máu này là su mà nó su cà na. Trời đất ơi, con Mausou mà nó... con Mausou mà nó ngủm là nhiều khi mình cũng đã sẽ xử được con Lucario rồi đó. Oh my god.
Oh my god. Tự nhiên chơi chiêu khủng bố để xử con miếng máu là sao? Gần lưng. Sipion. Tuyệt. Giờ sao? Giờ con Acheron của mình vẫn còn đầy máu đúng không? Tôi sẽ flash cannon vô con Sipion. Ồ, bên kia bảo vệ luôn. Ok, bảo vệ bên này cũng được. Ồ, bảo vệ luôn, tuyệt. Didn't expect that, huh? Hay đó bạn. Tôi cũng nghĩ ra luôn các bạn. Ê, tôi nên... Nãy giờ nó xài stream speed, có lẽ nó là Charles Cap. Nhưng mà... nó lừa mình sao cho nên tôi phải Terra. Rất có thể nó chơi chiêu Close Combat vô con Kaludon thì sao? Còn gì để mất ở đâu, nãy giờ mình chưa Terra mà. Thấy chưa? Trời đất ơi. Ôi ơi, cái gì vậy? Lucario. Làm sao nữa, sáng thương nó đỉnh vậy? Chắc tại nhân 4 cộng 4 sát, cộng 4 bậc tấn công vật lý. Rồi, trận cuối cùng để coi gọi là phục thù nè. Ồ, bên kia có gì? Bên kia có Garchomp, bên kia có Talonflame, chắc mang Talonflame. Chứ là Acheloron. Ok, tôi vẫn sẽ mang Kingdra với Dragapult luôn. Cho nguyên cái video này là Kingdra với Dragapult luôn. Sợ gì cử. Rồi, chúng ta sẽ chiến thắng. Ok anh ta. Chắc ok nhỉ. À, tôi cho Acheloron theo. Nếu mà tôi mang Hydreigon theo á thì tôi có thể xử được cả Indeedee, Chandelure và chiêu Earth Power của con Hydreigon cũng có thể xử được con Acheloron. Ok, con gì đây? Oh, Garchomp đi chung với Indeedee. Để làm gì ta? Hai con này có liên quan gì nhau không ta? À, chắc để ngăn... không, mình đâu có... mình đâu có con nào Prankster đâu mà ngăn môi trường đồ. Rồi thôi, mình cứ Dragon Cheer vô Kingdra và bảo vệ Kingdra trong lượt này để coi Garchomp bên kia làm gì mình. Nào, tôi hy vọng con Garchomp nó không có gì đó quá đột biến nha. Ok, thôi rút con Indeedee về. Cho con gì ra vậy? Oh, Acheloron. Endure. Ủa, để làm gì ta? À, chắc nó tưởng là mình sẽ dứt điểm con... Garchomp. Nhưng nào có chuyện đó cơ nghe. Tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ dựng tường để bảo vệ Kingdra và Terra cho Kingdra thành hệ thép. Dùng Draco Meteor vô con Garchomp. Nó không thể nào endure được lượt này đúng không? Đúng không? Nó không thể nào endure được hai lần liên tiếp. Đúng không ta? Nếu mà con Garchomp nó không chết lượt này thì rất có thể nó sẽ dùng chiêu Earthquake vô con Kingdra của mình. Thì mình ngấm. Hy vọng. Protect. Nó gì tiếng Nhật tôi không biết là con nào dùng Protect. Trời ơi, cứu tôi. Electro Shot. Nếu... ê, để Electro Shot thì chắc nó có Power Hub. Chứ không thể nào nó khơi khơi nó dùng Electro Shot trong trời bình thường được. Chứ gì nữa. Chắc sống. Thử lại em 10 lại cho em hài lòng.
trượt á. Trời đất ơi, 90% mà trượt. Trượt trong cái lúc quan trọng như thế này. Trời ơi, fuck you. Bây giờ tôi sẽ làm tê liệt con Shadowdon. Xong rồi tôi dùng Dragon Media, tôi hy vọng là... À, bên kia Enduro tiếp, ồ, hình quá. Cái bên kia tưởng mình sẽ dứt điểm ra Charm. Chắc bên kia... Nào, nếu bên kia đã xài Power Hub thì chắc chắn là khả năng phòng thủ đặc biệt của nó bị kém. Cho nên tôi sẽ dùng Dragon Media vô nó. Tuyệt! Trời ơi! Đỉnh! Đỉnh! King Dragon quá đỉnh! Trời ơi, sát thương vậy mới gọi là sát thương chứ! Quá đỉnh! Không, mà cũng tại một phần là con Celadon nó không có mang theo Sylvester, cho nên là khả năng chống chịu mảng đặc biệt của nó không có cao. Và con quỷ mà chúng ta cũng hơi ghét đó chính là con Talonflame xuất hiện rồi. Hay là tôi Dragon Dart để cấu máu của con Garchomp, và tôi protect, bảo vệ con Kingdra. Có thể con Garchomp nó sẽ dùng Earthquake lượt này. Garchomp mày cầm theo vật phẩm gì vậy ta? Nãy giờ tôi không biết nó cầm theo gì mà tại sao nó có Endure nữa ta? Tailwind ok mày. Earthquake. Hên quá, mình đoán đúng. Cũng hơi đau đó. Cho mày chết. Ồ, chưa được nửa cái máu nữa, không sao. Garchomp nó phòng thủ cũng tốt ghê. Tôi nghĩ là tôi nên rút con Dragapult về. Nhỉ? Để cho Dragonite ra. Dragonite hệ bay cho nên là cô không sợ. Xong rồi, tôi không thể nào, tôi có nên tôi dùng Skull vô con Talonflame. Tôi không dám dùng chiêu Dragon Media nữa. Quá sợ hãi. Cái này mình chỉ hy vọng là con Garchomp nó sẽ nhắm vô con Dragapult thôi. Rồi đau thế. Ơ quay rồi xong. Chúng ta chắc không thể nào bảo vệ được Kingdra rồi. Tuyệt. Nếu mà nó không bị dính chịu Electro Shock thì chắc nó cũng chịu được. Tôi phải giữ con hai Dragon lại để phòng trường hợp con Indeedee là con cuối cùng. Rồi bây giờ thì tôi nghĩ là tôi sẽ dùng chiêu Ice Spinner vô con Garchomp và Dragon Dart. Coi tụi bay làm gì. Ồ, rút Garchomp về á. Hợp lý. Hợp lý. Indeedee xuất hiện, tạo môi trường tâm linh, nhưng không sao cả vì chúng ta đã có gì? Chúng ta đã có chiêu Ice Spinner. Ui da, đau mày. Ta đã có chiêu Ice Spinner, chúng ta không sợ nữa. Rồi, còn miếng. Ui, cũng được. Hợp lý. Ok, Reflect của mình bị hết tác dụng rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ dùng chiêu Extreme Speed để xử con Talonflame. Và chiêu Reflect để tăng cường khả năng phòng thủ cho đội hình. Hy vọng là ok. Tôi thấy Dragapult hợp với vai trò hỗ trợ nhỉ. Tốc độ nhanh. Nhanh nhất cái meta hiện tại rồi đó. Nếu mà không có... Ý là chỉ số cơ bản nha. Terraplast không có tác dụng đâu cơ ngà. Reflect. Đấy, con Garchomp của tụi bay không là gì hết. Extreme Speed vô con Talonflame lần nữa. Xong thì mình dùng Dragon Dart. Một trong hai con phải chết thôi. Thề.
một trong hai đứa bay phải ngẫm. Không có chuyện hai đứa bay bình thản sống tiếp đâu. Ok, cho Gatrum ra cũng được. À, rồi nó protect. Tuyệt, chỉ có mình tôi là không mang protect cho con nào trong đây hết, trừ con Kindra ra. Tuyệt. Đó, xử được con Gatrum. Một con đối diện. Và tiếp theo là gì vậy? Là Talon Flame. Tụi bay, hai đứa mày quá sức rồi. Extreme Speed. Đứa nào cũng xứng đáng được ngẫm. Và trận đấu đã kết thúc. Tuyệt vời. Và thế là cũng đã kết thúc đánh răng mỗi tuần của Full Team Hệ Rồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn trong đánh răng mỗi tuần sau. Bây giờ thì bye.